Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Hôm nay thì Bác Tư có về viện chơi với ông bà cô chú, thì Bác Tư có dành tặng 100 phần gà gán với lại khoai tây chiên đến cho các bé ở xóm viện nha ông bà cô chú. Thì sớm giờ là viện với mấy chị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Cái phần này là cái phần gà gán nè, rất là ok luôn nha. Trời ơi, còn này là khoai tây, khoai tây mình mới vừa chiên, ăn kèm chung với tương cà, tương ớt nha. Đó, trời ơi, viện mới ra tới đây là nó chạy ra nó đón cả nhà. Khi mà các em nhỏ hay được rất là mừng luôn. Viện chưa ra tới nữa thì đã đứng ngoài xếp hàng ở ngoài kia rồi kìa. Rất là đông luôn nha. Cẩn thận nha chị. Bác Tư thì cũng đi vô trong đường ngồi chờ viện trước rồi. Trời ơi, ở đâu mà Bắc Tinh hay quá ha chị ha. Mình chưa ra tới mà đã đi xếp hàng dài thòn rồi đó. Báo chưa mà kỳ vậy? Dài dữ vậy? Không, yêu cầu một đứa nó hay á, là các em sẽ hay. Con ăn không, con dân sắp hàng đi. Ghê, ghê, lo dòm cái bánh xe kìa. Một hồi đây đi hết trơn hai cái mâm bây giờ. À, các em nhỏ đang đứng xếp hàng kìa cả nhà ơi. Quá đông luôn nha. Ơi khoan, lên được không chị? Đó, rất là đông luôn. Ép vô, ép vô, ép vô. Cho chị lên đường cái ơi. Wow. Một hàng dài thòn luôn. Hả? Trời ơi, đường gà chưa ra tới nữa. Bữa nay vui không tụi con? Trời ơi, quá tròn đông luôn rồi. Ê, có thể nào cho xe qua được không? Khang bây giờ mình sẽ tắt máy để mà sắp xếp lại cái nghe cả nhà. Quá tròn đông luôn rồi. Bữa nay vui quá tròn luôn. Ê, giờ hết đường cho, hết biết đường luôn rồi. Rồi bây giờ thì cũng đã ổn định rồi cả nhà ơi. Bác Tư chào cả nhà. Bác Tư chào cả nhà. Hôm nay là Bác Tư có chuẩn bị 100 phần gà gán để gửi tặng cho các em luôn nha. Quá tròn đông luôn. Rồi các em trật tự nha. Thì hôm nay ông Tư về quê của mình chơi, có làm 100 phần gà gán để gửi tặng cho các em. Em có vui không nè? Thích món này không? Thích món này không? Này gì thấy vui không Bác Tư á? Vui. Các em rất là đông luôn. Thì bây giờ đó là con cũng thay mặt cho các em ở đây gửi lời cảm ơn đến Bác Tư rất là nhiều luôn nha. Rồi, không có chi. Dạ, hôm nay chính tay Bác Tư sẽ trao tặng những phần quà này đến cho các em. Đâu cây gấp kia đâu? Đó. Hãy hãy ba phần trước đi. Dạ. Đứa đầu tiên lên con cầm đi đó mía. Khoan. Từ từ bắt chính này. Rồi. Khoan. Này. Từ từ. Bây giờ đó là Bác Tư dành giống như là Bác ưu tiên cho con của anh Nghĩa. Bác Tư rất là thương các em, giống như là mất mẹ thì giờ còn bốn chị em ở ba phần, ba phần. Dạ, ba phần. Với lại ở chung với ba. Từ từ nghe tụi con, chờ xíu nha. Cầm cái này trước rồi con. Không có chi. Dạ rồi. Gắng cố gắng lo cho mấy em nha. Rồi, tới bé này. Ăn trống lớn nghe con. Dạ, dạ đi. Rồi, cảm ơn. Thôi thằng này tao thấy quen quá, tao không cho đâu. Trời ơi, sao không lấy tay ra con. Kem, lấy tay ra. Trời ơi, con ai đẹp trai vậy ta? Con ai, lấy tay ra con trả lời em Tư coi. Ông ngoại mày thật nào mày, nói tên ông ngoại mày coi. Đứng đơ luôn rồi Duyên. Duyên ơi, đứng luôn rồi. Rồi con cảm ơn ông Tư đi.
Nè con tới đây. Cảm ơn. Ừ, giỏi đẹp, đứa kia nước bé nè nè. Còn nước bé nữa kìa con. Trời, đẹp trời, trời. Ấy muốn khóc rồi kìa. Khóc rồi, muốn khóc rồi. Nè con. Có con không? Ừ, không có gì. Rồi, lên đây. Hiển em Ngọc đó bác Sơn. Hả? Hiển em Ngọc á. Đúng rồi. Ờ, Hiển hả? Dạ. Trời đất ơi. Con, ủa, con em đó. Em Ngọc, em Ngọc. Dạ. Rồi. Thêm hai nè, ông Tư cho nè. Thêm hai ơi, một hàng một đứa, một hàng nha. Rồi. Con quả lấy kìa con. Lấy nè. Dạ không mưa đâu bác Tư. Lấy bọc quá. Trời ơi, bữa nay gung tay có bác Tư đứng bác chừng gung tay làm không được luôn. Dạ rồi. Dạ rồi con lấy rồi. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Con cảm ơn không? Cầm đi con, cầm đi. Dạ con, chị con. Mày nói nhiều lắm. Cảm ơn Tư con. Đây con. Ừ, giỏi. Gùng tay quá bác Tư ơi. Đứng nè. À, bây giờ qua khám ở Hùng Tư miếng nè. Hùng Tư miếng à. Trời ơi. Cái cháo không? Thằng nào em? Cự quá trời. Tao ngủ chứ. Cảm ơn con. Sao? Sao? Không còn miếng. Trời ơi, hung rồi còn cười nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ông gì? Con. Cảm ơn ông còn. Trời đất ơi trời. Nè con. Trời ơi. Quá ấy chị, à, con. Dạ con cảm ơn. À, rồi. À, nè con ấy không biết chứ. Cảm ơn. Rồi mấy đứa cầm nó miếng đi, từ đường. Rồi chúc em một miếng nha. Cầm nó miếng chứ đi. Con cầm đá mía đi. Cầm đi nó miếng chứ thì con. Cảm ơn từ. Từ từ sát vô tụi con. Ba kia. Con cảm ơn ông Tư. Ừ. Có cho để xin cảm con. Gì? Cảm ơn con. Các em ơi quá trời không. Dừng. Dạ chắc nằm tầm cách chục tấn. Đúng rồi. Dạ. Rồi tới đi con. Rồi bé này đâu bác Tư ơi. À, không có gì con. Phải điền lần ra sắp xếp mới được đấy, không thôi ùa lên một cái là liếc hết trơn luôn. Cảm ơn. Không có.
chị để góc bên đó để cho em để dễ lay á. Vậy để cho em dễ lay, em để đây. Trước thì còn lại. Lên đây. Từ từ nha, cảm ơn ông nha. Dạ ông nha. Giỏi. Ê xe xe. Xe từ từ. Từ từ con. Rồi, qua đi. Con tôm cà. Rồi. Dạ con cảm ơn ông, cảm ơn giỏi. Giỏi quá. Trả nó gì vậy, nó trả con. Trả xe đi. Đứng sát vô xe đó. Chiều sớm mình cho vui quá. Vui quá, vui quá. Cảm ơn. Ừ, rồi. Đi cẩn thận ra, cẩn thận đó nha, coi xe nha. Rồi, bấy mắt đến liền này đi. Nè, cho con. Rồi. Cho. Con đợi ai nữa? Kè, kè. Kè bên đó kè con. Bye bye kìa. Bye bye kìa. Quá giờ cái đứa nhầy. Con cảm ơn ông. Dạ mà thấy con trời ra dài luôn mà hết cái đường luôn. Tự nhiên cái con tới đó cái con sững lại luôn, hết biết đường, hết biết đường vô. Kè con. Dạ, cảm ơn ông. À, bảo cái chuyện lắm. Làm gì đổi che chứ. À, nhìn cho nó đẹp. Khỏe không? Trời ơi, gặp
Con muốn tới đất luôn vậy đó. Tới đất luôn hả? Nè, gì? Tôm tít. Tôm tít. Cho tôm tít. Tôm tít. Bà giá ra phải không? Ê, bà giá. Cái này về cho tôm tít phải không? Sao vậy? Lại ông nè. Rồi, nè. Cúi đầu ông cái đó đi. Ừ, giỏi quá. Mày giống Nga lùng mà cúi cái là sát cúi đất luôn. Tới đất luôn. Con lấy này mía chưa? Ờ, rồi. Nè con. Con cảm ơn. Ừ. Ngồi chờ anh á. À, con của chị bánh đò. Ủa sao con ăn như bà thế? Trời con ăn giỏi. Mẹ em mua yến con. Chắc không mưa rồi. Dạ không mưa đâu bác Tư ơi. Qua này mưa không được. Nè tặng con. Ờ không có chi con. Nè tặng con. Con cảm ơn bác Tư. Đứng đợi gì nữa à? Đi đi. Đây tặng con. Dạ cảm ơn. Ủa sao con Khánh rồi ta? Con này không quen đây. Ủa rồi bác Tư có cho không? Mày con ai mày? Con không. Bác Tư có cho con không? Tê hê. Con cảm ơn. Đây. Từ hai anh hai. Dạ cảm ơn Tùng. Đừng để cho con Tùng á. Hỏi gì đâu hỏi. Con lấy tên gì? Con lấy tên Cà. Con cảm ơn ông. Cái món này là cái món mà yêu thích của các em ở đây nè. Con cảm ơn ông. Bào ngư vô đây nè, bào ngư. Đây con. Cảm ơn. Ừ. Từ từ khoan hả đưa thím hai, từ từ thôi thím hai. Tao đứng lại không phải tao lên. Tao đưa là không nhớ. Ông Tư rồi, bác Tư. Ở lại hà liệu cũng kẹo ông Tư. Thôi mày, ông có bài đó rất là dữ à? Có chứ. Mấy này không có công ký nữa. Công ký gì nữa à? Gọi cái bài lên. Thiệt mà. Mấy này không có công ký. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
là tới trước. Con cảm ơn. Ta tính cắt cái khúc này nè, cái khúc bự bự nè. Mà lấy tiền đi mua ăn đi. Bây giờ cắt khúc. Để mấy đứa nhỏ nó ăn. Nó trồng từ sáng tới giờ, bác Tư cắt một cái à. Ai chân Tây với Thảo Nguyên nhỏ này. Thôi giờ mình chờ Thảo Nguyên lại đi bác Tư ơi. Bà Lý đâu không dám. Ngọc nữa nè. Này Ngọc phải không? Dạ Ngọc. Ngọc nè. Cái này là hình như nó ở đường này phải không? Dạ đúng rồi. Cháu của ai vậy? Cháu của bà Hai. Tại bà Hai đó không có ra đường. Con. Bà Hai đó yếu hơn rồi, không đi ra đường cho nên bác Tư không có gặp. Từ từ đừng có lên, từ từ. Làm con gì nó dung nó gấp không được. Hoài dung, nó dung sao nó gấp không được. Cái nó miếng rồi. Để lấy giùm cho. Lấy mấy cái giấy này ra. Tự động mà bà lấy luôn đi. Nè con. Dạ đúng không? Dạ. Không mất hả? Dạ đi về. Dạ lấy đi về. Từ không có rồi con. Mà đi nhau. Vô hết. Cắm lên từ từ con. Nè con. Con cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Từ từ. Cảm ơn. Cảm ơn. Quân nó ra trước hết trơn mà sao nó tuốt đằng sau. Hả? Cảm ơn. Mày nhường cho bạn phải không? Dạ đó. Chạy. Hồi nãy tuốt ở trên đây nè. Xếp hàng mà từ ở trên đầu dưới mà tới cái đầu trên. Cái chuyện sách lại nó quả chạy tạ lạc. Quả chạy tạc lạc hết trơn. Dạ con. Cảm ơn. Lại mày lại bà. Lại đây bà. Tự bà Hai ơi. Trời ơi, kêu hoài mà nó chạy ra. Trời ơi, con rất mừng đâu ạ. Được rồi chị. Nó muốn nhoi giờ nào nó nhoi. Ướt đạp. Cái bọc của mày bị rách gì? Thôi đâu. Nè
nè coi. Bông nó bật tao dữ. Dạ. Bận nhiều. Sớm bận. Cơm. Cày trước nhà mưa. Cơm hơn cơm mẹ nấu. Trời ơi. Đây cho con. Trời mưa ông ơi, chút xíu nè. 10 phút rồi. Chút xíu nữa rồi ông mưa. Dạ con. Con cảm ơn. Ờ, giỏi. Đây con. Tiến tới được con. Từ từ thôi Chính, từ từ đừng lên quá Chính. Đây con. Cảm ơn. Cầm đi nó miết là có đường gà, còn không có đi nó miết là không có nè. Rồi có tiền. Đi mua. Đây con. Cảm ơn bác. Rồi con lấy tiền đi mua. Tại vì chuẩn bị bác Tư chuẩn bị có 100 phần rồi, giờ số lượng nó đã dư rồi, cho nên là một phần bao nhiêu thì bác Tư cho tụi nhỏ đi mua nghe cả nhà. Cái này là tôi cảm ơn bác. Thêm là ra 100 mấy luôn. Ủa có đường gà anh ta? Có nhiều. Con có nước mía là con không có đùi gà. Không mía. Đứa nào mà không lấy nước mía mới có đùi gà. Có đùi mía là có đùi gà không? À kiểu rồi, cứ lấy cái này coi tay. Thằng này hình như bà con duyên viên nè. Dạ không. Con không biết. Không phải. Ở trên trên á. Sống trên này nè. Không nhà nó bán cà phê á. Thằng kia nó lấy về rồi. Ủa vậy chứ. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Tụi con cảm ơn ông. Nè con. Nè con cảm ơn ạ. Ừ, không có chi. Con cảm ơn không? Ừ. Rồi đứng nó đi. Rồi tụi con đứng nó đi. Trời ơi. Mưa lầm gầm. Trời ơi. Đây. Cảm ơn không? Ừ. Đó, rớt hộp rồi đó. Đây, giỏi. Rồi em còn phần đó không? Dạ, còn phần này rồi, nữa. Rồi. Rồi cuối cùng thôi về tao về rồi. đứng lại coi rồi giờ con cũng sắp hàng theo hàng cho tụi con một hàng dọc đi ai cũng có chứ rồi đứng hàng coi một hàng dọc thẳng tiến coi sắp hàng đi rồi đứng y vậy đây đứng yên vậy đây rồi con lên đây coi con. Nè con Tư tặng lên đây Tư tặng mua đùi gà ăn nha con Tư hết đùi gà bữa nay tụi con đi mua đùi gà nghe ông Tư hết nha ông Tư hết đùi gà rồi hẹn năm sau ông Tư làm nhiều hơn chê không có chi con đây đây con. Đây, giỏi. Đừng có buồn ông Tư nha, đi mua đùi gà ăn nha. Đây, cảm ơn ông. Lòng. Cảm ơn Tư. Rồi, đã xong. Tư có cảm nghĩ gì không bác Tư? Vui quá vui luôn. Hay không là năm nay mấy năm trước bác Tư về á là đâu có đứng ra để mà tặng cho các em đâu.
Bất Tư gặp cái hết hồn nữa hả? Thì hôm nay là rất là vui luôn á bà cô chú ơi. Các em nhỏ rất là vui khi mà nhận được những phần gà gán từ tấm lòng của bác Tư. Con cũng cảm ơn bác Tư rất là nhiều luôn. Chúc bác Tư lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, năm sau tiếp tục về để gửi tặng cho các em. Năm tới bác Tư về sẽ cho nhiều hơn. Dạ. Thì thôi Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.